Bạn có nhu cầu mua vàng ngọc hãy đến với bánvangngoc.vn, trang web bán vàng ngọc hoàn toàn tự động. Mua vàng ngọc quay lên bánvangngoc.vn, đăng nhập đặt tiền và đặt hàng để mua nhé. Xin cảm ơn. Ok, chào bạn nha. Thì cho mình thông báo một tí. Thì hiện tại web vminhsao.com mình đã cập nhật rất nhiều lịch sơ sinh có đệ tử giá 10k bằng bốc thăm trúng thưởng nha anh em. Và hiện tại mình đã cập nhật lên 28 trang, đồng nghĩa với một trang thì sẽ có 9 lịch, và các bạn lấy 28 và nhân với 9 nha anh em. Ok. Và kèm theo đó là web mình đã có phần nạp tự động rồi nha anh em. Ok, thì khi anh em truy cập vào web của mình thì các bạn có thể đăng ký link và tạo và đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong thì bạn chưa có tiền thì bạn có thể chọn hai phương thức nạp, đó là nạp tự động và nạp chậm nha anh em. Và lưu ý là khi truy cập web mình em lên xem cái thông báo nha. Đấy, nạp tự động thì mình sẽ thông báo ở trên này để cho anh em có thể chọn thẻ và nạp nhanh nhất nha anh em. Khi anh em bấm vào nạp tự động này thì cái web của mình ý thì hiện tại nó chỉ tích hợp thẻ Vina với Mobi thôi. Đó, và hiện tại chỉ có Mobi nạp được thôi, cho nên anh em lưu ý nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn. Mình sẽ test cho anh em xem luôn nha. Đấy, hiện tại thì mình đã chuẩn bị lấy một cái tài khoản này. Ok, bây giờ mình sẽ bấm Mobi và mình nạp thẻ 50k nha. Và tốc độ nạp duyệt thẻ ở đây thì rất là nhanh, chỉ mất vài giây thôi. 10 đến 20 giây là duyệt lấy một thẻ nha anh em. Ok, và tiền nó sẽ tự động cộng trực tiếp vào cái web. Như không phải bấm một phần nạp chậm như lần trước nha anh em. Đó, 20 giây một thẻ, 20 giây một thẻ nha anh em. Đó, kiểu như là rất là phê, anh em thấy chưa. Đó, khi mình chỉ 20 giây một thẻ, anh em lưu ý là mua thẻ 20k đến 50k nha. Đó, không nên mua thẻ 10k và lạp vào nha. Nhưng mà thẻ 10k vẫn duyệt được hết anh em ạ. Cứ Mobi là anh em lạp vào là quất hết. Đó, 20 giây một thẻ nha anh em. Ok, cũng không có gì nhiều nhưng mà đấy. Đó, cộng tiền luôn nha anh em. Còn ngoài ra anh em có thể lạp chậm này. Khi lạp chậm thì sẽ dẫn đến tình trạng là nhiều lúc mình không thể duyệt được hết cho anh em. Tại vì toàn thẻ 20k, cho anh em thông cảm nha. Anh em nên mua thẻ Mobi và lạp tự động nha anh em.